Quật mộ trùng ma. Ngày xưa, có anh nông dân sống cùng người vợ khác thường của mình trong ngôi làng bé nhỏ, nép dưới thung lũng núi xa xôi. Ôi, ôi, đánh cho tơi bời đi. Can tội kéo xe lúa của con thân, chèn cả vào lúa nhà người khác, đánh lẫn vào. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi, xin đừng đánh tôi nữa. Các người Ý đông bắt nạt ít à? Hả? Quái vật, vợ của hắn kìa. Đúng là lực sĩ, một mình cô ta có thể đánh bại 5 tên đàn ông đấy. Lực sĩ cái gì? Cô ta không phải người bình thường, người lại có dạy cá nữa. Vậy cá vậy mà ôm ấp cô ta thì ghê lắm nhỉ. Vậy mà chồng cô ấy cũng chung sống với cô ấy được, thật là tài. Có cô vợ ma quái như thế thì thà không có còn hơn. Nếu cái dạy cá cứ cho là cha mẹ sinh ra đã vậy thì ít ra là phụ nữ thì phải nhẹ nhàng. Đằng này phụ nữ gì mà cứ huỳnh huỵch, đánh võ thì giỏi hơn cả đàn ông. Tôi thấy cô ta nên làm chồng, còn anh ta nên làm vợ thì đúng hơn ha. Khuya rồi, mình không đi ngủ à? Cô ngủ đi, tôi chưa muốn ngủ. Có chuyện gì với anh thế? Chắc hồi chiều nghe mấy câu đàm tiếu của thiên hạ nên anh lại thế với em sao? Thử hỏi nếu cô là tôi, cô có khó chịu không? Một người vợ, người không ra người, hình thù kỳ dị, lại khỏe hơn trâu. Anh, tại sao anh có thể nói những lời cay nghiệt như thế với người vợ của mình chứ? Tôi chung sống với cô từng đó là đủ rồi. Tôi chán ngán gì phải nghe những lời đàm tiếu của mọi người lắm rồi. Nhưng em đâu có làm gì sai. Cơ thể em, cha mẹ sinh ra thế nào thì có thế ấy. Anh sống với em, cũng biết em đâu phải ma quái gì. Mọi người có thể bàn ra tán vào. Nhưng anh là chồng em, anh nên hiểu cho em chứ. Cô cứ là tôi đi mới hiểu cảm giác của tôi thế nào. Vậy bây giờ mình muốn em phải thế nào? Tôi sẽ dựng cho cô một căn lều ở góc giường. Cô ra đấy mà ở. Gì? Gì cơ? Cho em ở... ở... ở góc vườn sao? Đúng vậy, một căn lều ở góc vườn. Tôi sẽ dựng túp lều ở đó ngay trong ngày mai. Chắc sẽ chỉ vài ngày nữa là xong thôi. Và cô thu dọn đồ đạc quần áo của cô ra đó ở. Vợ chồng với dâu mà mỗi người một nhà, thế là thế nào? Chúng ta coi như không còn là vợ chồng gì nữa. Mình ơi, kìa mình ơi, bao nhiêu năm vợ chồng sống với nhau, sao mình lại nỡ đối xử với em như thế? Tuy cô vợ là một người khỏe như lực sĩ, nhưng mùa đông năm đó, sống trong căn lều nơi góc vườn không đủ ấm, cô lâm bệnh nặng và qua đời. Cái quái gì thế nhỉ? Nhà lâu nay làm gì có chuột bỏ đâu. Sao không lấy bát đũa cho tôi ăn cơm với? Hả? Cô... vợ... đúng là giọng của cô ấy rồi. Người vợ lực sĩ và vẫy cá của anh đây. Vợ, về đây làm gì? Về ăn cơm với anh. Tha cho tôi đi mình ơi. Tha cho tôi đi mình ơi. Từ ngày con vợ lực sĩ của anh ấy mất, anh ấy nửa tỉnh nửa mê, khóc lóc van xin, rồi lại cười nói như bị ma ám vậy. Sợ thật. Không lẽ anh ta nhớ thương vợ đến thế? Làm gì có chuyện đó. Rõ ràng lúc vợ anh ta còn sống, anh ta đã làm một cái lều ở giường và bắt cô ta ra đấy ở riêng cơ mà. Làm gì có chuyện yêu với thương gì nữa. Cứ thế, người chồng sống trong ngôi nhà của mình với nỗi ám ảnh từ hồn ma của người vợ. Chẳng bao lâu sau, người chồng cũng chết bởi sự ám ảnh từ hồn ma đó. Mọi người ơi, Hồ Cư đã chết rồi. Hả? Anh ra đi đột ngột quá Hồ Cư ạ.
thôi thì anh sống khôn chết thiên với suối vàng. Nhớ phù hộ cho làng ta nha. Chúng ta đã giết chết vô cư, giờ thì tới lượt các ngươi. Ma! Vậy là đã rõ, hồ cư không tự dưng mà chết, chính hồn ma của vợ anh ta về hại anh ta. Tôi biết ngay mà, từ ngày cô ta chết, cô ta cứ ám ảnh lấy hồ cư. Anh ta sống không ra sống, chết không ra chết, cười cười khóc khóc trong nhà như người điên. Cuối cùng thì điều xấu nhất cũng đã xảy ra. Hay, thật là tội nghiệp cho hồ cư. Thật đúng là tai ương cho hồ cư. Mọi chuyện chưa dừng lại đâu. Nghe nói hồn ma của vợ hồ cư vẫn chưa thỏa mãn. Cô ta thường xuất hiện để dọa dẫm và gieo tai họa cho làng chúng ta đấy. Mới đêm hôm qua, nhà hàng xóm của hồ cư bị treo ngươi dọa dẫm. Hôm nay có thấy họ ra đồng làm đâu. Trời ơi, thế thì nguy rồi. Một khi hồn ma của cô ta còn dương dấn và đi treo ngươi trong làng, thì kiểu này chúng ta không được sống yên ổn rồi. Liệu có phải do trước kia chúng ta vẫn thường nói xấu và xa lánh cô ta không? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Thôi, tôi làm việc rồi về sớm đây. Từ nay không đi đâu vào ban đêm nữa. Ôi trời, mọi người cứ thần hồn nát thần tính. Thế là chết, làm gì có hồn ma nào. Ơ kìa Kaido, anh đi làm xa về rồi đấy à? Vâng, tôi lại quyết định về làng sống cho yên ổn. Mà chuyện mọi người vừa nói tôi nghe buồn cười quá. Đấy là anh đi xa nên không biết đấy thôi. Phải rồi, chính chồng cô ấy bị ám chết đấy thôi. Tôi không tin. Chúng ta đâu thấy trực tiếp mà biết thực hư thế nào. Có thể hồ cư lây bệnh mà ốm chết đấy, chứ chẳng có ma mị nào đâu. Nhưng có người đi ngang qua nhà hồ cư vẫn nghe thấy anh ta lúc cười lúc khóc như người điên. Như thế chỉ có ma làm, chứ làm gì có bệnh tật nào như vậy. Có thể do hồ cư bị ám ảnh bởi người vợ của mình mà sinh bệnh như vậy. Còn nhà hàng xóm của hồ cư chắc do mệt mà nghĩ làm ruộng thôi, chứ làm gì có ma mảnh nào. Nói chung tôi không tin. Hay, tôi thì sợ lắm. Tôi cũng thế. Quái lạ, làm gì có gió mấy đâu mà tự dưng đèn lại tắt. Ủa? Ai đấy? Ba! Là cô ấy, phụ ba nữ sĩ. Ôi không, đi ra đây. Ôi, anh ấy đúng là bị ma ám rồi. Cả làng chúng ta bị phụ ba của cô ấy quấy nhiễu rồi. Cũng vì trước kia chúng ta đối xử không tốt cho cô ấy. Hay là tôi có ý này, chúng ta mời thầy về lập bàn thờ cầu linh hồn cho cô ấy siêu thoát đi. Đúng vậy đó, chúng ta phải làm ngay. Từ đó trở đi, ngôi làng nhỏ bé dưới thung lũng không một ngày nào được yên ổn. Hồn ma của người phụ nữ lịch sử cứ vất vưởng khắp làng để trêu ngươi và gây tai họa cho họ. Ngôi làng ngày càng trở nên u ám. Có nhiều người không chịu được đành phải bỏ làng ra đi, tìm đến vùng đất khác để thoát khỏi hồn ma vây ám. May quá, có ngôi làng nhỏ nằm dưới thung lũng kia rồi. Mình cố đến đó rồi dừng chân nghỉ ngơi vậy. Chủ quán, cho tôi một phòng trọ được không? Tôi là lái buôn đi làm ăn xa, đi qua mấy quả núi mới nhìn thấy có ngôi làng này, nên tôi muốn nghỉ lại đây mấy ngày để lấy sức đi tiếp. Nhưng sao ông chủ? Chẳng lẽ quán trọ không phải để cho thuê trọ hay sao? Không, không phải như vậy. Thôi, ông nên kể cho anh ta nghe đi. Dù sao anh ta cũng là người lạ nơi khác đến, lỡ ra có chuyện gì thì làng ta lại mang tiếng hại người đó. Được thôi, nếu như anh không thấy e ngại điều này á, thì cứ ở lại đây. Có điều tôi sẽ kể cho anh nghe trước khi anh có quyết định ở lại hay không nha. Làng tôi bị ma ám suốt mấy tháng nay rồi.
từ ngày người phụ nữ lực sĩ có sức khỏe hơn 5 người đàn ông hợp lại và có đôi tai đầy dãy cá chết đi, hồn ma cô ấy cứ quanh quẩn quấy nhiễu dân làng. Chuyện là như thế đó. Có thể ở ngôi mộ của cô ấy có vấn đề. Mọi người đã thử đến đó để kiểm tra chưa? Chúng tôi sợ quá, nào có nghĩ ra được điều đó đâu. Có lẽ anh ấy nói đúng đó, chúng ta chưa từng ra mộ cô ấy kiểm tra mà. Theo tôi, do linh hồn của cô ta không yên nghỉ được nên cô ta vẫn còn ám ngôi làng, dù đã giết chồng mình. Đúng là như vậy. Tưởng chồng cô ấy chết rồi thì thôi, nào ngờ hàng đêm cứ hết nhà này đến nhà khác, đều kêu gào vì gặp hồn ma. Những ai mà trước kia chỉ trích cô ấy nhiều thì càng gặp hồn ma của cô ấy nhiều. Hãy làm như anh ấy nói đi, chúng ta cần đi kiểm tra ngôi mộ cô ấy ngay. Ồ, sao nấm mộ cô ta lại đổ nát hở cả quan tài thế kia? Chả trách mà linh hồn của cô ta cứ dất dưỡng mãi. Chúng ta mau lắp lại mộ cô ta đi. Nghe theo lời của người đàn ông lái buôn tên Sakuzo, dân làng, họ đã cùng nhau lấp lại nấm mồ và che chắn bằng một tảng đá lớn. Không ngờ, biện pháp mà người đàn ông lái buôn mang đến đã có hiệu quả. Đêm đó là đêm đầu tiên yên ổn sau bao tháng bị hồn ma lực sĩ quấy nhiễu, và nhiều đêm sau cũng bình yên như thế. Cảm ơn anh Sakuzo. Nếu có dịp đi qua đây, mời anh lại vào nghỉ ở làng chúng tôi. Phải rồi, nhờ có anh mà chúng tôi mới lại được yên ổn trở lại. Chúng tôi nhất định tiếp đón anh thịnh tình. Cảm ơn mọi người. Có dịp nhất định tôi sẽ quay trở lại. Giờ thì tôi phải lên đường rồi. Tạm biệt mọi người. Quái lạ, tiếng hú gì mà nghe ghê rợn thế nhỉ? Xung quanh nào có gì đâu, chắc là mình quan tưởng rồi. Ai đó? Ai đó? Là hồn ma lực sĩ đây. Ngươi biết rõ chứ, ngươi đã cản trở ta. Kẻ nào dám cản trở ta, kẻ đó sẽ phải trả giá. Thật may mình chạy kịp vào ngôi đền này. Có lẽ do mình đã giúp dân làng của cô ta nên ác cảm của cô ta chuyển sang mình để hành hạ. Phải tìm cách chế ngự con ma đó, nếu không nó sẽ không để mình yên. Trong lần vào ngôi đền, Sakuzo được mượn một thanh kiếm đã lưu giữ trong đền bao lâu nay. Thanh kiếm này là bùa phép với quyền năng chế ngự yêu ma. Nhờ có thanh kiếm, Sakuzo luôn giữ bên mình và không còn gặp rắc rối gì nữa. Hài lòng vì đã phá vỡ được lời nguyền nên Sakuzo trở lại ngôi đền để trả thanh kiếm. Trời, tiếng gì mà rợn tóc gáy thế nhỉ? Tiếng gió hú, tiếng quạt kêu, rất giống tiếng mà ngày trước mình đã nghe. Chuyện gì thế này? Thả ra! Thả ra! Cuối cùng thì kẻ ngăn ta trả thù đã phải chết. Ta cũng không muốn phải làm hại ai, nhưng chính các ngươi là một lũ ác ôn đã cùng nhau cười nhạo dây vào cuộc đời ta. Giờ ta đã trả thù đủ rồi, ta sẽ đi đây. Vĩnh biệt tất cả, vĩnh biệt cái thế giới tàn độc ích kỷ này. May quá, mình đã giả vờ chết để lừa nó. Giờ nó đã hả giả rồi, nó sẽ không còn đi theo mình nữa. Mình phải mau mau về nhà thôi. Thế rồi, Sakuzo vội vã trở về nhà. Cũng kể từ đó, không ai còn nhìn thấy hồn ma lực sĩ xuất hiện trở lại nữa. Anh em song sinh.
tuần này xếp hạng thi đua của lớp ta thấp nhất khối. Cô đặc biệt phê bình bạn Minh Tuấn. Những vi phạm của Tuấn như đi học muộn, đánh nhau, không mặc đồng phục đã làm ảnh hưởng tới sự nỗ lực chung của cả lớp. Em xin lỗi cô ạ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em tái phạm cho Tuấn. Minh Tuấn, em là lớp trưởng, lại là em trai của Tuấn. Em hãy tìm cách giúp đỡ Tuấn nhé. Nếu không, cô sẽ phải mời phụ huynh của Tuấn tới làm việc với ban giám hiệu. Vâng ạ. Tuấn, sao con là anh trai mà không làm gương cho em? Con nhìn Tuấn xem, học giỏi lại ngoan ngoãn khiến ba mẹ tự hào. Con thì tối ngày giáo viên gọi điện cho ba mẹ phàn nàn. Vậy ba mẹ chuyển trường cho con đi, đổi mắt công đem con ra so sánh này nọ với thằng Tuấn. Anh, trước giờ mình vẫn học chung mà. Vì thế tao mới ghét. Khi nào cũng phải chung trường, chung lớp với mày, bị so sánh mắc mệt. Anh ghét em vậy sao? Ai bảo mày làm gì cũng giỏi hơn tao? Tuấn, thôi đi. Tuấn, con không nên như vậy. Hai con là anh em ruột, còn sinh đôi nữa, phải thương yêu giúp đỡ nhau. Còn với nó, không biết có phải anh em không nữa, khác một trời một vực. Tuấn ơi, dậy đi học thôi. Sao hôm nay con lại dậy muộn thế hả Tuấn? Con mệt quá mẹ ạ. Nóng quá, con sốt cao rồi Tuấn, phải tới bệnh viện thôi. Thế là nó được nghỉ học hả mẹ? Hôm nay con có bài kiểm tra quan trọng đó mẹ. Đúng đó. Không, con sốt cao lắm, phải tới bệnh viện ngay. Tuấn, mẹ viết giấy xin nghỉ ốm cho em Tuấn, con nhớ chuyển cho cô chủ nhiệm nhé. Ước gì người ốm là mình để được nghỉ học chứ. Cả lớp đứng. Ủa, lớp trưởng Tuấn, sao em ngồi chỗ của Tuấn vậy? Mà Tuấn đâu rồi? Dạ, em nhầm chỗ hả? Hôm nay anh Tuấn bị ốm xin nghỉ học. Đã đặt giấy xin phép trên bàn của cô. Đứa nào hé răng, tí ra cổng trường nói chuyện. Vậy à, mong là Tuấn chóng khỏe. Sắp thi học kỳ rồi mà sức học của Tuấn rất yếu. Hôm nay có ai xung phong lên bảng không? Nếu không có ai xung phong, tôi sẽ chỉ định. Kìa, lớp trưởng Tuấn, xung phong đi, cứu anh em đi. Vậy mình Tuấn lên bảng. Em hãy thuộc lại phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Thưa thầy, em chưa học bài ạ. À? Em chưa học một tí nào sao? Hả? Đã bao giờ lớp trưởng lại không thuộc bài đâu? Có phải lớp trưởng Minh Tuân đây không nữa? Không điểm, về chỗ. Sắp thi rồi, em phải học hành cẩn thận vào nhé. Hôm nay, tôi sẽ ra đề sát hạch để chọn ra những thành viên cho đội tuyển giỏi toán năm nay của trường. Ông lại làm đội trưởng cho xem, năm nào cũng đạt giải. Anh gì mà giỏi thế? Hết giờ rồi, cả lớp nộp bài cho tôi. Tuân, sao bài của em trắng trơn thế này? Dạ, em... hôm nay em hơi mệt ạ. Thằng Tuân mà biết mấy chuyện hôm nay ở lớp, chắc nó xấu hổ chết mất. Vừa bị điểm không, lại bị gạch tên khỏi đội tuyển học sinh giỏi toán. Mà kể nó, đáng đời. Anh chị Lai đâu? Gọi thằng Tuấn ra đây. Hôm qua nó lại nghịch ngợm, đá bóng làm vỡ cửa kính nhà tôi đây này. Dạ, cháu chào bà. Bố mẹ cháu vừa ra ngoài. Hôm qua không phải anh Tuấn đâu, cháu chẳng may đã đá bóng làm vỡ kính ạ. Cháu chào bà Thắm. Sao lại là cháu hả Tuấn? Cháu Phúc nổi tiếng ngoan ngoãn, chỉ có cái thằng cu Tuấn này là chúa nghịch ngợm. Vâng, cháu xin lỗi ạ. Cháu sẽ lấy tiền để dành bắt đền chỗ kính vỡ cho bà. Bà đừng cho bố mẹ cháu biết ạ. Mày thôi. Nếu là cháu thì bà bỏ qua, lần sau phải cẩn thận Tuân nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Sao lại giận hết tội cho tao? Anh không cố ý mà, phải không? Tao chẳng may đá vỡ kính nhà bà Thắm thôi. À, thế mà đỡ sốt chưa? Đã tới bệnh viện rồi chứ? Rồi anh, em chỉ bị sốt siêu vi thôi,
chắc mấy ngày là khỏi. Sao anh em song sinh mà mày lại ốm yếu hơn tao thế hả? Có chuyện này chắc con chưa biết đâu Tuấn. Mẹ nghe thấy hết rồi ạ. Em Tuấn được sinh ra ngay sau con. Nhưng khi đó mẹ đã quá kiệt sức, nên chút nữa là Tuấn bị ngạt rồi. Nó đã phải nằm lồng kính cả tháng. Vậy ra Tuấn nó thiệt thòi hơn con. Hèn chi anh Tuấn thông minh hơn mà cũng nghịch ngợm hơn con đó mẹ. Tuấn, anh xin lỗi. À, có chuyện này anh phải thú thật với em. Hôm nay anh đã... Gì mà nghiêm trọng vậy? Mình là anh em ruột mà. Không điểm á? Có gì to tát đâu. Để đó vài bữa nữa em gỡ điểm. Anh cũng phải gỡ con ngỗng toán hôm nọ đi. Gỡ thì gỡ, tưởng anh sợ à? Bát mì nghĩa tình. Bác ơi, bác có thể cho cháu xin một chiếc bánh được không? Cháu đói quá. Xin xỏ gì, người ta còn chưa mở hàng, ra chỗ khác đi. Đi ngay, ở đây không phát đồ ăn miễn phí nhé. Này nhóc, sao lại ngồi trước cửa quán nhà cô thế này? Cháu xin lỗi, tại cháu đói quá. Nhưng cháu không có tiền. Cháu chỉ muốn ngồi đây ngửi mùi một lúc cho đỡ thèm thôi ạ. Ngồi đây làm gì? Vào nhà đi. Cô mời cháu một bát mì nhé. Sao ạ? Cô mời cháu ạ? Sao? Không muốn ạ? Dạ không ạ, cháu muốn lắm. Cảm ơn cô ạ. Ăn từ từ thôi, không nghẹn. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn một bát mì ngon thế này. Ngon quá cô ạ. Thế ăn đi nhé. Nếu hết bát này vẫn chưa no thì bảo cô. Cô ra phụ chú bán hàng đã. Hôm nay khách đông quá anh nhỉ. Ngày nào cũng thế này thì tốt, đông khách thì tốt, nhưng thế này thì vất vả quá. Gần 2 giờ sáng mới xong việc. Ngày nào cũng thế thì vợ chồng mình đuối mất. Vất vả mấy mà có mình bên cạnh thì em cũng chịu. Cô chú ơi, cô chú ơi, mau đóng cửa lại đi, có người xấu. Là sao? Cô nhìn kìa, họ đang tiến về đây đó. Anh ơi, mau đóng cửa lại. Kỹ thật, chúng nó đóng cửa rồi. Thế thì phá cửa ra. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ có mặt trong vài phút nữa thôi. Các người sẽ không thoát được đâu, nếu không ra khỏi đây ngay lập tức. Có lẽ chúng đi rồi. Cậu bé, hôm nay mai mà có cháu. Cô chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có gì ạ. À, nhưng sao cháu biết chúng sắp đến cướp tiệm mì của nhà cô mà đến báo kịp thời thế? Cô còn nhớ hôm cô mời cháu ăn bát mì không? Trong lúc ngồi ăn, cháu ngồi cạnh một nhóm người. Tiệm này làm ăn có vẻ khá đấy, chắc là nhiều tiền lắm đây. Đợi ngày nào chúng đóng cửa muộn, khi đó vắng người, chúng ta sẽ ra tay. Cháu tình cờ nghe được câu chuyện đó nên vô cùng lo lắng. Vậy tại sao cháu không báo cho cô chú biết sớm mà để đến tận hôm nay? Cháu cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng liệu cô chú có tin lời một đứa trẻ con như cháu không? Bởi vì cháu cũng không biết chắc chắn lúc nào họ sẽ đến. Vì thế, ngày nào cháu cũng ở đây cho đến khi cô chú đóng cửa để chờ đợi. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy họ, cháu mới dám chắc đó là sự thật và báo cho cô chú biết. Đúng là chỉ hơn nhau một tích tắc thôi. Nếu cháu không đến kịp thì chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng việc này hình như quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ như cháu. Tại sao cháu lại liều mình giúp chúng ta vậy? Cháu mồ côi từ nhỏ, đã đi xin ăn rất lâu, nhưng chưa có ai đối xử tốt với cháu như cô chú. Cô chú không những không đuổi mắng cháu mà lại còn cho cháu ăn ngon và no. Cháu... Thôi nào, cháu đã vất vả rồi. Đêm nay cháu cứ ở lại đây ngủ một giấc đã, rồi ngày mai nói chuyện tiếp. Dạ. Trong khuôn mặt thằng bé lúc ngủ mới đáng yêu làm sao. Anh à, chúng ta đã không có con nhiều năm rồi, hay là mình nhận bé Minh làm con nuôi? Thằng nhỏ cũng ngoan ngoãn.
anh cũng định nói với em thế. Từ nay chúng ta sẽ trở thành người một nhà, con hãy ở lại đây với chúng ta. Chúc mừng anh, là bé gái nặng 3,5kg. Ôi, con gái của ba. Em gái à, em ngủ ngoan nha. Sau này lớn, nhất định phải hiếu thảo với ba mẹ đó. Minh! Nửa đêm, con xách ba lô đi đâu đó? Con chỉ mang quần áo thôi, không có gì quý báu trong này đâu ạ. À, ba có thể kiểm tra. Con nói linh tinh cái gì vậy? Ba đang hỏi là con đi đâu, chứ có nói con lấy cái gì quý giá đâu. Con xin lỗi vì không báo trước cho ba mẹ, chắc con sẽ rời khỏi đây ạ. À, con nói gì vậy Minh? Sao con lại rời khỏi đây? Con không muốn ở đây với ba mẹ và em sao? Con rất muốn, nhưng... Nhưng sao? Con nỡ bỏ ba mẹ mà đi à? Con không thương ba mẹ nữa sao? Trước đây, con sống trong cô nhi viện, đến 6 tuổi thì được người ta nhận nuôi. Nhưng rồi không lâu sau đó, họ sinh được em trai thì họ không còn yêu con nữa. Họ mang con trở lại cô nhi viện và bỏ đi. Con đã chạy theo xe họ, chạy mãi và cuối cùng bị lạc, nên mới trở thành trẻ lang thang. Ba mẹ giờ có em rồi, chắc cũng không cần con nữa phải không? Ngốc quá, sao có thể nghĩ như vậy? Ba mẹ không bao giờ hết yêu con. Con đã là con của ba mẹ rồi thì cả đời vẫn là con của ba mẹ. Có em Bông, ba mẹ sẽ càng yêu thương con hơn. Chính con đã mang em Bông đến với gia đình ta, cho nên con phải ở đây cùng ba mẹ mãi mãi, biết chưa? Con rất yêu ba mẹ và em. Lời nhắn trên tấm bìa cát tông. Từ giờ tụi mình phải chú ý quan sát hơn nữa Maria, cẩn thận không lại xảy ra mất cách như đợt cuối tuần vừa rồi ở cửa hiệu đối diện ấy, mà lại mất toàn đồ đắt tiền nữa chứ. Chắc cô nhân viên trong ca đó phải đền nhiều tiền lắm nhỉ, phải cẩn thận hơn mới được. Dạ, chào chị muốn tìm đồ gì để em tư vấn ạ? Có lẽ là đồ dùng học tập, cứ để thằng bé tự chọn cô ạ. Hôm nay mẹ cho em tự chọn món đồ mình thích là vì học kỳ vừa rồi em được xếp loại giỏi đấy ạ. Em giỏi lắm, chúc mừng em nhé. Em cứ chọn đồ đi, xong chị sẽ gói cho em nhé. Vâng ạ. Em gửi chị ạ. Lần sau chị lại đến với cửa hàng chúng em nhé. Ừ, xin lỗi, thằng bé tạm thời chưa ưng được thứ gì, nên chị sẽ đến lần sau nhé. Không sao đâu ạ, hẹn gặp lại quý khách ạ. Vâng, chào hai cô. Barry, cậu lại đây một chút. Có chuyện gì vậy Linda? Con tối bắt cực còn một con, vậy mà giờ không thấy đâu luôn. Lúc nãy tớ thấy hai mẹ con họ đứng mãi ở đây, tớ nghi là chính là hai mẹ con họ. Chắc không phải thế đâu Linda, chắc họ không làm vậy đâu. Nhìn hai mẹ con họ rất hiền lành thật thà. Thế con gấu đó đâu rồi chứ? Mất là chúng mình phải đền đấy. Mà thời buổi này không tin vào vẻ bề ngoài được đâu. Cứ thử tìm lại một lượt xem, biết đâu nó đang ở đâu đó. Trời ạ, điên mất. Linda, lại đây. Thùng gì thế? Trời, sao con gấu lại nằm đây nhỉ? Ai lại cho vào trong hộp thế? Tớ cũng không biết. Nó nằm đây, vậy mà mình lại lỡ nghi ngờ cho cậu bé đó. Hình như có chữ gì trên thân hộp này. Mẹ cháu không có tiền, vì vậy mẹ đã hứa là sẽ mua cho cháu con gấu Bông này vào tuần tới. Vì vậy, làm ơn đừng lấy nó đi, điều đó sẽ làm cháu khóc mất. Cháu sẽ rất cảm ơn mọi người. Tên của con gấu là Bon Bon. Một cậu bé thông minh với tâm hồn ngây thơ. Đúng vậy, chắc cậu bé ấy thích con gấu này lắm. Tớ cảm thấy có lỗi quá. Nếu gặp lại, tớ sẵn sàng mua tặng cậu nhóc đó con gấu Bông này. Nhưng không thể biết hai mẹ con họ có quay lại hay không. Có vẻ hai mẹ con họ có hoàn cảnh khó khăn.
chúng ta sẽ chụp ảnh những dòng chữ cùng con gấu bông này up lên mạng xã hội. Sau đó nhờ cư dân mạng share, hy vọng mẹ hay cậu bé có thể nhìn thấy hình ảnh này. Nghe mù mờ thế, làm sao mà đến được hai mẹ con họ chứ? Sao không thử chứ? Sức mạnh của cư dân mạng là rất lớn đấy. Đã một tháng trôi qua rồi mà hai mẹ con cậu bé vẫn không đến. Hay là bỏ con gấu đó ra bán đi, bọn mình cứ giữ mãi không bán, cậu bé đó có quay trở lại đâu. Kính chào quý khách. Chào cô có phải người đăng tin nhắn trên tìm hai mẹ con tôi không ạ? Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi không bao giờ ngờ con trai tôi lại được tặng một món quà đầy bất ngờ như thế. Đâu có gì đâu ạ. Là tại vì những lời nhắn không thể dễ thương hơn mà bé đã để lại trên chiếc thùng. Thú thật với hai cô, thời gian này nhà tôi có hơi khó khăn về kinh tế, nên hôm đó tôi mới không mua được con gấu ấy cho nó. Còn thích đồ dùng học tập mới nào hả Jim? Tập vở hay chiếc bút mới? Ôi, con xem này Jim, chiếc bút xinh chưa này? Jim! Ôi, gấu nhỏ, em thật xinh. Mẹ, đồ dùng học tập của con không thiếu cái gì, mẹ mua cho con em gấu nhỏ này nhé. Đắt vậy sao? Chúng ta phải để dành tiền mua bánh mì và thức ăn nữa, nếu không chúng ta sẽ đói đấy. Nhưng... Con trai, hay con thử ra kia chọn món đồ khác, một chiếc bút hay tập vở chẳng hạn. Những thứ đó mẹ có thể đủ tiền mua cho con. Mẹ ơi, đồ dùng học tập của con tuy cũ nhưng vẫn dùng được, không phải mua mới đâu ạ. Con chỉ thích con gấu này thôi. Con thích con gấu này đến vậy sao? Nhưng mà thật sự mẹ... Con chưa thấy chú gấu nào xinh đến như thế này. Chúng ta còn phải để tiền mua đồ ăn nữa. Con có thể để con gấu lại đây hôm nay, và hôm sau khi lấy được lương, nhất định mẹ con mình sẽ đến đây tìm mua nó về, được không? Vâng. Bây giờ con có thể chọn chiếc bút hay thứ gì đó, hay mẹ dẫn con ra chọn nhé. Không cần đâu mẹ ạ. Con muốn để dành tiền để lần sau mua chú gấu bông này. Hôm đó tôi thấy nó đi kiếm cái thùng, nhưng không biết nó viết gì lên đó. Không ngờ nó thích con gấu đó đến thế. Tôi sẽ cố gắng làm, và sau đây khi đủ tiền tôi sẽ quay lại đây để trả cô. Không đâu ạ, em đã nói sẽ tặng cậu bé làm quà kỷ niệm mà. Hy vọng con gấu đó sẽ làm cậu nhóc được vui vẻ và hạnh phúc. Cháu cảm ơn hai cô nhiều lắm. Cháu yêu hai cô như yêu chú gấu Bắc Cực nhỏ này. Vậy thì chị em mình cùng chụp lại một bức ảnh với con gấu này làm kỷ niệm nhé. Nhất định đây sẽ là một kỷ niệm khó quên của chị với cậu nhóc đáng yêu như em đấy. Cuộc sống vẫn luôn mang đến cho chúng ta những món quà theo những cách chúng ta không ngờ tới. Đó là món quà của yêu thương và chia sẻ. Sự tích chim hải âu. Ngày xưa, tại một ngôi làng ven biển, có hai cha con nhà nọ là một ngư dân. Ngày nào ông Nagu cũng ra biển đánh cá. Cá tươi ngon đây, mời bà con mua ngay, mua ngay. Chờ tớ đã. Mười Chi, về nhà ăn cơm rồi học bài đi con. Con chơi vẫn chưa chán mà. Cái thằng Mười Chi có sở thích làm trái ngược lại những gì cha nói. Con lấy cho cha cái túi to đựng cá. Sao cha nói lấy cái túi to, con lại đưa cái rổ bé tí? Con thích như vậy. Mình đã hứa với bà nó sẽ nuôi nấng Mười Chi bằng yêu thương chứ không phải roi vọt. Nếu tí nữa trời nắng to, con hãy mang mẻ cá thu mới ra phơi cho cha. Trời mưa thì cất chỗ khô mực cha phơi ngoài sân vào nhé. Vâng ạ. Mặc kệ. Chắc cha sẽ rất bất ngờ đây. Mười Chi, ra đây cho cha. Mười Chi, cha đã dặn con thế nào? Sao cá và mực lại ướt sũng nước mưa thế này? Như thế này chẳng phải rất vui sao cha?
Bà nó ơi, nếu bà nó là một trong những ngôi sao trên trời kia, hãy bày cho tôi cách dạy dỗ thằng con bướng bỉnh này. Nó luôn làm trái ngược lại những điều tôi nói. Mưa Chi, mau dậy đi con. Trời sáng rồi. Dậy đi, không sẽ không kịp đâu. Không kịp làm gì hả cha? Không kịp đi biển đánh cá. Sao lại đánh cá hả? Chẳng phải cha gọi con dậy để đi học sao? Không, từ giờ con sẽ không phải đi học nữa, mà theo cha ra biển đánh cá. Đánh cá? Sao? Cha luôn muốn con học hành chăm chỉ để trở thành bác sĩ mà. Từ giờ con sẽ theo nghiệp cha. Không, con không thích. Thà con đi học còn hơn. Cách này thật là hiệu quả mà. Mưa Chi, con mau đi chơi đi. Con đứng đấy làm gì? Không, con không muốn đi chơi. Con muốn giúp cha. Vậy con lấy giúp cha cái rổ bé xíu nhé. Rổ của cha này. Cha ra biển đánh cá. Con ở nhà thấy trời mưa thì đừng cất chỗ mực phơi ở sân nhé. Hãy mang thêm cả cá cơm ra phơi cho cha nhé. Cứ trái ý cha thế này, chắc cha sẽ giận lắm cho xem. Mưa Chi, cha đã dặn thế nào? Nếu trời mưa hãy phơi cá cơ mà. Cái thằng bé này thật là bướng bỉnh. Dậy. Cha ơi, cha ăn cho chóng khỏe. Cha đừng bỏ con đi như mẹ mà. Mưa Chi, cha chắc cha không qua khỏi được. Không đâu cha. Nếu cha mất, con hãy mang xác cha chôn ở chân núi. À không, hãy thả cha trôi trên biển. Không, cha ơi, cha đừng đi. Con sẽ ngoan ngoãn, không bướng bỉnh trái ý cha nữa. Cha ơi, con xin lỗi. Khi cha còn sống, con trách cha hay đi biển biền biệt mà thường làm trái ý cha. Giờ cha đã không còn, con sẽ thực hiện đúng di nguyện mà cha mong muốn. Thư gửi bà nó trên thiên đường. Cảm ơn bà, nhờ bà báo mộng mà tôi đã tìm ra cách trị tính bướng bỉnh của Mưa Chi nhà mình. Từ giờ, cứ muốn Mưa Chi làm gì, tôi đều nói theo ý ngược lại. Cha, hóa ra lâu nay, vậy di nguyện được thả trôi trên biển của cha không phải là thật sao? Cha ơi, cha đâu rồi? Cha thật sự là muốn yên nghỉ trên núi phải không? Quá ân hận, Mưa Chi lao xuống cha, biển tìm xác cha ơi. Tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cậu bé mãi miết tìm. Cuối cùng, cậu chết và hóa thành chim hải âu, suốt ngày đu trên bọt sóng tìm xác cha, nhưng không thấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.